Xin chào, hướng dẫn mâm mỗ 32 bước chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn 8 bước. Sau đây chúng ta sẽ đi 4 đoạn. Đoạn 1, chân phải chúng ta bước sang bên phải, đồng thời chúng ta chuyển cả trọng tâm theo chân. Khi chúng ta bước về thì chúng ta chuyển trọng tâm về. Bắt đầu đoạn 1. 1 và 2, tương tự bên này cũng vậy. 3 và 4, hướng lên trên. 5 và 6, hướng phía dưới. 7 và 8. Đoạn 2 tương tự như đoạn 1. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đoạn 3 chúng ta đi ngang. 3, 2, cha cha cha, 3 và 4, đi về. 5, 6, cha cha cha, 7 và 8. Đoạn 4 chúng ta bước lên phía trước 3 bước. 4, 2, 3. 3 chúng ta chỉ đặt mũi chân và xoay sang bên trái 180 độ. 4, 4 là xoay. Sau đó lại tiếp 3 bước, 3 bước ở phía trước. 5, 6, 7 chúng ta đặt mũi chân và xoay sang trái một hướng. 8. Đoạn 4 thì chúng ta nhớ là 4 và 8 và xoay. Sau đây chúng ta sẽ đi lại từ đầu 4 đoạn. Đoạn 1. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đoạn 2 tương tự như đoạn 1. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đoạn 3 chúng ta đi ngang sang bên phải. 3, 2, 3 và 4, chúng ta đi về sang bên trái. 5, 6, 7 và 8. Đoạn 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây chúng ta sẽ đi 4 đoạn kết hợp với tay. Bài này tay thì đoạn 1, đoạn 2 chúng ta đánh tay tự nhiên theo thân người. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đoạn 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đoạn 4 chúng ta để tay tự nhiên. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có nghĩa là bài này chỉ mỗi đoạn 3 là chúng ta đi tay thôi, còn là tất cả đoạn 1, 3, 4 chúng ta để tay tự nhiên, đánh tay tự nhiên. Mình sẽ đi đoạn 3 về phía trước màn hình. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Bài này có 4 cường. Sau khi các bạn đi hết 32 cường thì các bạn lại đi tiếp cường tiếp theo. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Xin chào.